Lisa và nhóm phóng viên VietTV Network xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hiện tại Lisa đang có mặt tại VietTV Studio chi nhánh thuộc thành phố San Jose, tiểu bang California, cùng luật sư Bê Đi Dương, chánh văn phòng giám sát viên của quận hạt Santa Clara, khu vực 2, cũng như thường lệ mỗi tuần một câu chuyện, và câu chuyện hôm nay đề tài như thế nào, xin mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi ạ. Dạ thưa, xin chào luật sư ạ. Dạ, Bê Đi xin chào chị Lisa và xin chào quý khán thính giả của chương trình Đài VietTV. Rất là cảm ơn chị Trâm cơ hội để lên đài để phát biểu tin tức quận hạt Santa Clara. Thưa quý vị, hôm nay đó là Betty muốn nhắc nhở quý vị đó là cái mùa bầu cử và cái mùa đóng thuế tiền nhà đã đến sắp tới rồi. Cho nên là đây là hai cái tin lớn xin quý vị lưu ý tới. Thứ nhất đó, là bắt đầu ngày 7 tháng 10 đó là phiếu bầu sẽ gửi tận tới nhà. Dù quý vị xin cái phiếu bầu gửi tới nhà hay không á, quận hạt Santa Clara của mình rất là hay là sẽ tự động gửi về. Miễn là quý vị đã ghi danh đi bầu là quý vị sẽ nhận được cái phiếu gửi tới tận nhà. Cái này không có nghĩa là quý vị phải bầu phiếu gửi tới nhà. Quý vị có thể vẫn cần tới ngày bầu cử, có thể tới một cái nơi địa điểm vote center để bỏ phiếu cũng được nữa. Quý vị có thể lựa hai trong hai cái phương pháp đó. Nhưng quý vị chỉ cần biết là xin lưu ý là bắt đầu ngày 7 tháng 10 là phiếu bầu sẽ gửi tận tới nhà cho quý vị, để cho quý vị có thể bầu nhanh, bầu sớm và bầu một cách dễ dàng. Và cái tiền tem đã trả tiền hết rồi, quận hạt đã hỗ trợ cho tiền tem rồi. Tưởng là nhờ giám sát viên Cindy Chavez và cựu giám sát viên Ken Yeager, 2014 họ đã ra một cái lệnh ở quận hạt Santa Clara là từ nay sắp tới là phiếu bầu gửi tận tới nhà đó, ai mà muốn bầu phiếu qua bưu điện á, không cần phải mua tem nữa, quận hạt sẽ hỗ trợ cho hết. Cái thông tin thứ nhất. Cái thông tin thứ nhì đó là bây giờ là nó gần tới cái mùa đóng tiền thuế nhà, tiền thuế đất. Ngày 1 tháng 11 là cái ngày mà mình phải trả tiền thuế đất, và nhưng mình có một cái thời gian. Nếu mà quý vị đợi quá lâu đó thì sẽ bị phạt. Cái ngày mà mình bắt đầu phạt đó là sau khi ngày 10 tháng 12. Cho nên từ ngày 1 tháng 11 cho tới ngày 10 tháng 12, quý vị có thể trả tiền thuế đất mà sẽ không có bị tiền phạt gì vì trễ. Tất nhiên là lúc quý vị nhận cái hóa đơn đó, cái hóa đơn sẽ nói là cái ngày trả tiền là phải ngày 1 tháng 11. Nhưng mà miễn là quý vị trả trước khi ngày 10 tháng 12 là sẽ không có bị phạt tiền trễ. Và nếu mà quý vị đang có vấn đề khó khăn tài chính mà cần phải có thêm thời gian để trả tiền thuế đất nhà đó, quý vị có thể liên lạc tới văn phòng giám sát viên Cindy Chavez 408-299-5020, và các nhân viên của văn phòng giám sát viên sẽ giúp quý vị điền một cái đơn để xin đẩy cái thời gian nó lâu dài hơn. Mình có hai địa điểm. Thứ nhất là quý vị có thể tới 70 West Harding. Quý vị xin lưu ý là ở đó không còn có văn phòng trả tiền thuế đất nữa. Ở đó có những cái thùng thơ của quận hạt đặc biệt. Quý vị có thể mang cái phong bì tới mà có số tiền đóng chi phí của quý vị đó, bỏ vô cái thùng thơ này, cái top off ở đó. Nhưng mà nếu mà quý vị giống như Betty đó, cái số tiền lớn như vậy mình muốn đích thân mang tới, đưa cho nhân viên và nhận cái receipt để cho mình biết là mọi việc đều xong hết rồi đó, thì quý vị phải tới cái địa điểm mới. Địa điểm mới này đó là 130 West Tasman Drive. 130 West Tasman Drive. Quý vị có thể tới đó. Cái văn phòng này là cái building mới của quận hạt Santa Clara. Nó lớn hơn, nó mới hơn, nó đẹp hơn, có nhiều nhân viên hơn và có nhiều chỗ ngồi đợi hơn. Cho nên nó không có chật hẹp giống như cái văn phòng cũ hồi xưa ở đường 70 West Harding. Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số hình ảnh do ekip phóng viên VietTV Network chúng tôi tường trình tại thành phố San Jose, tiểu bang California. Lisa xin cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phóng sự lần sau.